Nếu mà đang trong quá trình dưỡng sáng da thì chắc không còn xa lạ gì với lại vitamin C nữa rồi đúng không? Vitamin C là hoạt chất có khả năng ức chế quá trình hình thành của melanin, đẩy lùi các vết thâm nám và trả lại cho chúng mình cái làn da rạng rỡ hơn. Cái thời mà Lusa còn 18 tuổi thì cái sản phẩm này nó vô cùng nổi ở Việt Nam luôn. Chắc có lẽ là ở cái thời điểm đó thì sản phẩm này mới được ra mắt. Tính tới nay thì đã gần 10 năm rồi. Nhưng mà đây là cái em Essence của nhà Melano CC. Bạn nào mà đã xem Lusa từ cái thời mà mình vừa mới làm YouTube thì chắc chắn là đã thấy Lusa dùng sản phẩm này rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Lusa còn có thêm một sản phẩm mới nữa. Đó là cái gói mặt nạ Melano CC. Một bịch mặt nạ sẽ có tận 28 miếng. Có một cái điểm rất là đặc biệt, đó chính là tinh chất trong cái bịch mặt nạ này sẽ rất là vừa đủ cho một lần dùng, nên là sẽ không hề lãng phí và không có cái cảm giác là sản phẩm cứ chảy tong tong xuống cổ. Và thêm nữa là sau khi đắp em này xong, chúng mình sẽ không có cảm giác là chúng mình muốn đi rửa mặt ngay lập tức. Trong cái em này thì sẽ có chứa glycerin sẽ giúp dưỡng ẩm, vitamin C nguyên chất và dẫn xuất ở dạng ổn định và dễ thẩm thấu của vitamin C. Ngoài ra thì còn có cả dipotassium glycyrrhizate, có một cái đặc tính đó là sẽ làm dịu da khô ráp và chống viêm. Tuy là cái miếng mặt nạ này không vừa với mặt mình, nhưng mà mình cũng không đòi hỏi vào cái điều này, bởi vì làm sao mà bắt một nhà sản xuất cho ra một chiếc mặt nạ có thể vừa in cho gương mặt của mỗi người được ha. Mặt nạ này sẽ ôm sát mặt nên là sẽ không có tạo cảm giác khó chịu. Ngoài ra thì cái chất cô tông của em này khá là dày dặn nên là sẽ ôm trọn tinh chất trên da. Nhìn chung thì Lusa thấy mặt nạ này nó sẽ sinh ra để thỏa mãn cái nhu cầu dùng mỹ phẩm nhanh gọn lẹ, thay vì toner rồi kem dưỡng thì cứ lô một em như thế này đắp trên mặt là xong. Đây là sản phẩm hỗ trợ làm sáng da và mờ vết thâm và sẽ rất là thích hợp đối với lại những trường hợp cần một bước dưỡng da thật là gọn sau khi mà chúng mình làm sạch da, khi bạn trở về sau giờ làm nhưng vẫn chưa đến cái lúc skincare tối. Còn nếu như mà các bạn mong muốn rằng cái hiệu quả làm sáng da và màu vết thâm nó sẽ nhanh hơn thì tất nhiên là cái chu trình dưỡng da của chúng mình nó cần phải chỉnh chu hơn một tí. Bạn rất là nên thử cái em Essence Melano. Đây là sản phẩm có giá bình dân mà Lusa cực kỳ thích luôn. Mình đã nhắc rất là nhiều lần trên kênh YouTube của mình rồi. Và có thể là bạn chưa biết, tuýp Essence này là sản phẩm có chứa vitamin C đầu tiên mà mình sử dụng. Và tuýp này cũng là tuýp thứ ba mà Lusa có rồi đó. Và bên cạnh đó thì cái em này cũng là sản phẩm giúp làm trắng da số 1 tại Nhật Bản 6 năm liền. Trong em này thì sẽ kết hợp giữa vitamin C tinh khiết cộng với lại dẫn xuất mới của vitamin C. Và theo mình tìm hiểu thì đây là brand đầu tiên có cái công thức này, kết hợp với lại chiết xuất hạt triền Katsumadai, dipotassium glycyrrhizate giúp làm sáng và kháng khuẩn. Sản phẩm sẽ có một cái mùi nhẹ đặc trưng của vitamin C, và khi mà mới thoa trên da thì chúng mình sẽ cảm nhận được một cái độ ấm, nhưng mà chỉ có vài giây đầu thôi nha. Em này sẽ theo một cái dạng dầu, nhưng mà theo loại dầu dễ thấm trên da, và với cái packaging đầu vòi hút một chiều giúp bảo quản vitamin C của chúng mình cực kỳ tốt. Khi còn tuổi teen á thì Lusa nhớ là mình đã dùng cái sản phẩm này sáng và tối, và mình nhớ như in cái thời điểm đó, mặc dù là mình rất là hay giăng nắng nha, nhưng mà da không bị nám. Bây giờ thì Lusa hiểu sâu sắc lý do là vì sao, bởi vì Lusa đã sử dụng vitamin C còn rất là sớm, cụ thể chính xác là cái sản phẩm này á mọi người. Về mờ thâm thì chúng mình sẽ bắt đầu nhìn thấy hiệu quả sau 4 tuần sử dụng. Sản phẩm sẽ thích hợp với lại những cái bạn có thiên hướng da thiên khô, da trẻ, vì sản phẩm sẽ theo hướng là nuôi dưỡng, bảo vệ da hơn là khử thâm và ngăn ngừa lão hóa. Mình bôi sáng tối luôn á thì chắc khoảng đâu đó tầm 3 đến 4 tháng thì mình mới sử dụng hết một cái tuýp nhỏ nhỏ như thế này. Và nếu như mà các bạn đã sử dụng vitamin C của nhà Obachi Nhật Bản á, Melano và Obachi Nhật Bản là cùng một nhà đó nha. Và đây cũng là sản phẩm trắng da số 1 tại Nhật Bản 6 năm liền. Nên là nếu như mà các bạn đang còn trẻ, mong muốn tìm được một cái sản phẩm làm đều màu, sáng da, chăm sóc da, giúp da khỏe hơn và có làn da thiên khô, thì chắc chắn đây sẽ là sản phẩm rất là đáng để các bạn thử.